Trên khắp thế giới, các hiện tượng thời tiết cực đoan đang ảnh hưởng đến cuộc sống con người theo nhiều cách khác nhau. Một số khu vực trở nên khô hạn và nóng bức hơn, trong khi có những khu vực lại trở nên ấm bức hơn với sự gia tăng về tần suất và cường độ của những trận lụt. Sa mạc ngày càng trở nên mở rộng, có những vùng đất xưa kia màu mỡ, nhưng giờ đây không còn một bóng cây. Điều này đã gây ra những vấn đề mới vượt khỏi ranh giới quốc gia. Số liệu thống kê thời tiết chính thức mới được ghi lại từ 150 năm nay, nhưng các nhà khoa học vẫn có được bức tranh chính xác về sự biến đổi của khí hậu từ hàng năm qua. Những lõi băng cổ xưa và một số cấu trúc địa chất ẩn chứa những dữ liệu đáng tin cậy về thành phần và nhiệt độ bầu khí quyển của trái đất trong quá khứ. Mặc dù những dữ liệu này cho thấy thời tiết luôn thay đổi, nhưng chưa bao giờ thay đổi nhanh chóng như hiện nay. Ngày nay, những thay đổi này có thể thấy rõ nhất ở những vùng cực của trái đất. Nhiều khối băng đã không thể trụ vững mà đành phải vỡ ra rồi trôi dạt đâu đó. Theo ước tính, biển băng ở vùng cực Bắc sẽ biến mất hoàn toàn trong vòng một thập kỷ tới. Tảng băng này từng là một phần của quần thể băng trôi nổi trên những tuyến đường hàng hải gần New Zealand. Trước đây, người ta chưa bao giờ thấy những tảng băng như thế này xuất hiện ở vùng biển nơi đây. Với chiều dài lên tới gần 2 km, quần thể băng này đã gây ra một vấn đề nghiêm trọng mới cho việc đi lại của tàu thuyền trong khu vực này. Những vùng cực của trái đất đã và đang phải đối mặt với tình trạng nhiệt độ tăng cao trong suốt hàng thập kỷ qua. Bán đảo Nam Cực đã ấm lên gấp 5 lần so với mức độ thay đổi trên toàn cầu. Và khối băng La Sanh B đã bắt đầu tách ra từ tháng 3 năm 1998 đến tháng 3 năm 1999. Nam Cực chiếm giữ 70% lượng nước ngọt của thế giới, nhưng những dòng sông băng như sông băng đảo Pine đã thu hẹp chừng 1 km mỗi năm. Khoảng 200 đến 244 sông băng trên bán đảo Nam Cực thu hẹp chừng 600 mét kể từ năm 1953. Lonnie Dupre và Eric Larson đã chứng kiến trầm băng quanh Bắc Cực ở cự ly gần, và việc trầm băng tan chảy đã trở thành động lực để họ cố gắng vượt qua trầm băng trong suốt mùa hè, mặc dù đó là công việc vô cùng nguy hiểm. Điều kiện khí ở đây vô cùng khắc nghiệt khiến họ không thể sử dụng xe chó kéo. Vì thế, những nhà thám hiểm vùng cực đầy kinh nghiệm này đã đi bằng cano thay thế. Hai nhà thám hiểm khởi hành từ Canada vào tháng 5 năm 2005 với mục tiêu đi qua vùng Bắc Cực để tận mắt chứng kiến mức độ tan chảy của trảm băng. Hành trình này gian nan và nguy hiểm hơn rất nhiều so với những gì mà các nhà thám hiểm dự đoán. Và sau 23 ngày, họ đã phải gọi trực thăng đến cứu. Băng tuyết tan chảy sớm hơn và đông cứng trở lại muộn hơn. Tại Greenland, một mảng băng khổng lồ cũng đang tan chảy. Lượng nước gia tăng đang tác động đến những dòng sông băng. Một số dòng sông băng đã dịch chuyển tới 10 mét trong vòng 10 phút. Sự dịch chuyển đó không diễn ra nhẹ nhàng mà thường gây ra những chấn động giống như hoạt động địa chấn. Theo số liệu từ máy tính, đến cuối thế kỷ này, nhiệt độ ở Bắc Cực sẽ tăng lên 4 độ C so với hiện nay. Nhiều khu vực rộng lớn của Greenland sẽ có nhiệt độ ở mức trên 0 độ C vào nhiều tháng trong năm. Điều này có nghĩa là mực nước biển toàn cầu sẽ dâng cao hơn 1 mét so với hiện nay. Vì thế, những thay đổi diễn ra ở Bắc Cực và Nam Cực của trái đất sẽ gây ra những hậu quả trên phạm vi toàn thế giới. Nhưng không chỉ có những dòng sông băng ở vùng cực thu hẹp. Tại Argentina, dòng sông băng Perito Moreno đã thu hút khách du lịch vì vào giữa mùa đông mà nó đã bị tan chảy. Đó là lần đầu tiên sông băng tan chảy vào mùa đông kể từ năm 1917. Theo chu kỳ, những bức tường băng đổ xuống tạo thành một con đê tự nhiên bắc qua hồ Argentina, khiến mực nước tăng lên khoảng 30 mét. Trong số 200 dòng sông băng ở Patagonia, thì nó là một trong ba dòng sông không bị thu hẹp. Sau Nam Cực, thì cánh đồng băng Patagonia là vùng băng lớn nhất trên thế giới, và giống như nhiều vùng băng khác trên thế giới, nó đang có những dấu hiệu bị suy thoái nghiêm trọng. Sông băng còn xuất hiện ở những vùng nhiệt đới, nhưng chỉ ở những ngọn núi cao nhất mà thôi. Tại Venezuela, đỉnh Bolivar là đỉnh núi cao nhất của đất nước.
And it also has three glaciers. But these nó cũng có ba dòng sông băng, nhưng đang chịu rất nhiều áp lực nặng nề. Venezuela còn sở hữu những dòng sông băng khác trên ngọn núi Humboldt và Bonpland, nhưng chúng cũng đang bị thu hẹp. Những dòng sông băng nhiệt đới trên toàn bộ dãy Andes đang tan chảy, đe dọa đến trữ lượng nước ngọt của khu vực này. Sông băng trên đỉnh Quelea của Peru đang tan chảy với tốc độ 60 mét một năm. Dọc theo dãy núi Andes ở khu vực Chile, hiện tượng tan chảy đang diễn ra với tốc độ trung bình là 1 mét một năm. Sau năm 2020, nguồn nước của các thành phố lớn như La Paz, Lima và Quito sẽ gặp nhiều rắc rối. Nhiều nơi khác đang bắt đầu có những dấu hiệu về việc thay đổi mực nước biển. Thị trấn Atafona của Brazil đang bị đại dương nhấn chìm do mực nước biển tăng lên và những thay đổi của dòng hải lưu và hình thái gió đang bào mòn bờ biển từng một thời vững chắc ở đây. Cho đến nay, đã có hơn 183 ngôi nhà bị phá hủy và ngọn hải đăng đã bị dịch chuyển hai lần trong vòng 30 năm qua. Các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Fluminense đã xây dựng dự án Atafona vào năm 2002 để nghiên cứu về những nguyên nhân của hiện tượng xói mòn nhanh chóng bờ biển khu vực này. Những luồng gió ở đây trở nên mạnh hơn, góp phần tạo nên những con sóng dữ dội hơn, làm thay đổi hình dáng bờ biển. Gió đông bắc thổi mạnh hơn và con sông Paraíba do Sul gần đó chảy với tốc độ giảm đi. Trước đây, dòng sông từng bồi đắp cát cho bờ biển, tạo nên một vùng đệm trung gian. Nhưng khi dòng chảy yếu đi, thì cát không còn đến được Atafona nữa. Các ngư dân địa phương đã phải rời bỏ nhà cửa và xây lui vào trong đất liền. Chúng ta cho rằng đó là do biến đổi khí hậu, nhưng nguyên nhân là sự tổng hợp giữa những nhân tố mang tính toàn cầu và cả địa phương. Trước kia, đây là con sông hùng mạnh, cung cấp nước cho 9.000 nhà máy nằm dọc hai bên bờ sông. Hòn đảo nhỏ nằm ở cửa sông này từng là nơi sinh sống của 30 hộ gia đình, nhưng giờ đây chỉ còn lại 8 hộ. Bà Belita Pedra, 79 tuổi, cư dân cao tuổi nhất của hòn đảo, đã phải chuyển nhà tới 6 lần vì bờ biển bị xói mòn. Mặc dù dấu hiệu xói mòn ở vùng này có tính chu kỳ, nhưng các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu xem điều gì sẽ xảy ra trong tương lai khi nhiệt độ và mực nước biển tiếp tục tăng lên. Số phận của thị trấn Atafona trở nên mong manh, còn tương lai của bà Pedra và những người hàng xóm thì mờ mịt. Thị trấn Atafona không phải là nơi duy nhất gánh chịu hậu quả. Trên thế giới, bang Kerala ở miền Nam Ấn Độ đã và đang phải đối mặt với hiện tượng xói mòn bờ biển trong mùa mưa. Hàng năm, nhiều ngôi nhà của các ngư dân sống dọc bờ biển bị phá hủy do hiện tượng xói mòn gây ra, và hầu hết ngôi nhà đều không được xây lại. Nhiều gia đình không có khả năng xây nhà mới sẽ phải tiếp tục sống trong những ngôi nhà đã bị hư hỏng. Bang Kerala là nơi chứng kiến những con sóng dữ dội của biển cả và những cơn mưa rào trong suốt mùa mưa kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm. Người dân thì cho rằng việc xây dựng tuyến đê không hiệu quả và thiếu khoa học dọc bờ biển là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng xói mòn. Và giờ đây họ bắt đầu đặt những túi chứa đầy xi măng gần nhà của mình để chắn sóng và ngăn chặn hiện tượng xói mòn thêm. Rõ ràng là hệ thống đê chắn sóng có thể vững chắc hơn, nhưng hiện tượng xói mòn bờ biển là vấn đề mà cả thế giới đang phải đối mặt. Và vấn đề này đang ngày càng trở nên nghiêm trọng trong vòng vài thập kỷ qua. Mực nước biển tăng 1cm có vẻ không nhiều, nhưng con số nhỏ bé này lại đồng nghĩa với việc những cơn bão tràn vào đất liền sâu hơn, đe dọa đến những ngôi nhà mà trước đây nằm ở xa so với mép biển. Không ai biết chắc chắn rằng đến cuối thế kỷ này, khi mực nước biển tăng 1m, thì hậu quả sẽ như thế nào? Dạng san hô ngầm Great Barrier của Australia là dạng san hô lớn nhất trên hành tinh này. Mặc dù nó đã được bảo vệ và là điểm nhấn của ngành du lịch mang lại lợi nhuận cao, nhưng dạng san hô vẫn đang bị đe dọa. Hệ sinh thái phong phú này rất nhạy cảm với nhiệt độ bề mặt đại dương. Việc nhiệt độ tăng lên đã gây ra những tổn hại nặng nề cho vùng biển tuyệt đẹp này. Nếu của chúng ta tiếp tục nóng lên với tốc độ như hiện nay, thì đến năm 2030,
một nửa dạng san hô nhiệt đới của thế giới sẽ biến mất. Sâu hơn trong lòng đại dương, sự sống đang phải đối mặt với một vấn đề khác. Dọc theo các ranh giới mảng phân kỳ, miệng núi lửa làm ấm vùng biển xung quanh, tạo nguồn chất dinh dưỡng phong phú, giúp duy trì hình thái sự sống trên hành tinh mà không cần đến năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, ngay cả ở đây, sự sống cũng đang bị đe dọa bởi sự gia tăng nồng độ khí CO2. Trên khắp thế giới, các hình thái khí hậu đang biến đổi. Năm 2002, châu Âu, đặc biệt là Đức và Cộng hòa Séc đã phải gánh chịu một trận lụt lớn nhất trong vòng 100 năm. 4 năm sau, những nước này lại phải đương đầu với một trận lụt lớn nhất trong vòng 150 năm. Tại Mozambique, những trận lụt khủng khiếp đến từ sông Zambezi xảy ra vào năm 2000, 2001, 2007 và 2008. Hàng nghìn người đã thiệt mạng và mùa màng đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Việc gia tăng khí thải CO2 trong ngành công nghiệp đã làm hơi nóng bị giữ lại trong bầu khí quyển, khiến thời tiết thay đổi. Tại bang Bihar của Ấn Độ, gần đây có 3 triệu người đã phải di rời nơi ở do mưa lớn và kéo dài bất thường. Điều đó làm nảy sinh một loạt vấn đề như việc xuất hiện dịch bệnh và thiếu đói lương thực. Tuy nhiên, trái ngược với những nơi tràn ngập nước là những nơi thiếu nước nghiêm trọng. Diện tích sa mạc trên thế giới đang gia tăng với tốc độ đáng báo động. Một địa phận của sa mạc Gobi của Trung Quốc đang là tâm điểm của dự án phủ xanh để tạo ra vùng đệm nhằm ngăn chặn tiến trình sa mạc hóa. Người dân sống gần sa mạc đang phải ra sức nỗ lực để cát không thể xâm lấn ra bên ngoài. Trồng cây là một bước đi đúng hướng, nhưng các chính quyền không thể tạo ra mưa, và nếu không có nước thì cây xanh sẽ héo và chết đi. Gần 1/5 diện tích đất liền của Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi quá trình sa mạc hóa. Một đợt hạn hán kéo dài ở miền Nam Trung Quốc chỉ là một phần của vấn đề. Những kỹ thuật tạo mây của Trung Quốc đang được thử nghiệm và đã đạt được những thành công nhất định. Nhưng đây thực sự là vấn đề mang tính toàn cầu, cần có một giải pháp mang tính quốc tế. Kể từ năm 2005, những người nông dân ở tỉnh Hồ Bắc ở miền Bắc của Trung Quốc đã được khuyến khích trồng cây 2 lần trong một năm để giúp làm chậm tốc độ sa mạc hóa. Nhưng vào mùa xuân, những trận bão cát lại tấn công nước này và lan sang tận Hàn Quốc và Nhật Bản, khiến nước mưa và tuyết có màu vàng. Các nhà khoa học trên thế giới ước tính có khoảng 250 triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự xâm lấn của các sa mạc và cảnh báo rằng quá trình sa mạc hóa đang đe dọa 1/3 diện tích đất liền của trái đất và có thể khiến nạn đói và hạn hán xảy ra. Trung Quốc có thể sắp xếp nguồn nhân lực để phủ xanh diện tích đất trống, nhưng việc dân số thế giới đang gia tăng là một nguyên nhân quan trọng của vấn đề biến đổi khí hậu. Nhiều người hơn thì sẽ cần nhiều nguyên liệu thô hơn và tác động hơn đến thế giới hữu hạn của chúng ta. Giống như sự biến đổi khí hậu, việc mở rộng diện tích sa mạc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc canh tác và nuôi gia súc trên đồng cỏ. Nhưng hai vấn đề này có liên quan đến nhau. Những cánh đồng một thời màu mỡ giờ đây cũng đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán bất thường và đất canh tác nông nghiệp thì đang nằm chờ mưa. Theo báo cáo của nhóm nghiên cứu khí hậu thuộc Trường Đại học Bristol của Anh, thì nhiệt độ trái đất đã tăng trung bình là 2 độ C. Điều này đồng nghĩa với việc gia tăng phụ cháy rừng làm tăng thêm lượng khí CO2 trong bầu khí quyển. Nếu chúng ta không thể kiềm chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức dưới 3 độ C, thì hậu quả là những đám cháy và việc phân hủy sinh khối sẽ sinh ra thêm nhiều khí CO2 khiến trái đất bị nóng lên. Khi nhiệt độ tăng lên, thì nguy cơ xảy ra hạn hán, cháy rừng, lũ lụt và bão sẽ ngày càng gia tăng với mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn. Hiện nay, những đợt hạn hán kéo dài bất thường đang xảy ra ở miền Nam Australia, Trung Đông, Đông Nam châu Âu, Trung Á, Argentina và khu vực Tây Bắc của Bắc Mỹ. Ở tất cả những nơi này, nguy cơ cháy rừng luôn tiềm ẩn trong những tháng mùa hè. Gần 6 triệu người trên thế giới đang sống trong điều kiện khô hạn nặng nề. Mặc dù cháy rừng là hiện tượng tự nhiên, nhưng có một số khu vực của rừng Amazon đã bắt đầu bốc cháy. Đây là điều chưa từng có tiền lệ, vì các rừng nhiệt đới thường có lượng nước mưa rất cao.
Việc đốt rừng để lấy đất canh tác cũng là một phần của vấn đề. Rừng là nơi hấp thu một lượng lớn khí carbon từ không khí, và việc mất đi những cánh rừng nhiệt đới rộng lớn do sức ép gia tăng dân số đã góp phần làm tăng lượng khí nhà kính trong bầu khí quyển. Những cánh rừng bạch đàn luôn có nguy cơ bị cháy trong suốt đợt hạn hán ở miền Nam Australia. Chính quyền địa phương đang cố gắng nỗ lực để giảm bớt nguy cơ bằng cách tạo ra những đám cháy có kiểm soát trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Ngày càng có nhiều nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng, và các chính phủ đang phải dành nhiều nguồn lực hơn để hạn chế nguy cơ này. Khi hình thái khí hậu thay đổi với sự khắc nghiệt của nhiệt độ và gió, thì việc cháy rừng đang có điều kiện bùng phát. Những dấu hiệu của hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu đang trở nên rõ ràng, nhưng các nhà khoa học đang sử dụng những biện pháp tinh vi để tìm hiểu về điều kiện khí hậu trong quá khứ và dự đoán những điều có thể xảy ra trong tương lai. Các vùng cực của trái đất ẩn chứa những bằng chứng về quá trình biến đổi của hành tinh chúng ta. Nhiều trạm nghiên cứu đã được thành lập trên những thảm băng dày để xác định dữ liệu về khí hậu của gần 1 triệu năm được vùi sâu trong băng tuyết. Dự án EPICA quy tụ các nhà khoa học đến từ 10 nước châu Âu. Họ cùng nhau làm việc tại một khu vực ở Nam Cực có tên là Dome Sea, nơi có lớp băng tuyết dày hơn 3 km. Một điểm khoan được đặt trong một hang nhân tạo bên dưới lớp băng để đảm bảo những mẫu vật thu được từ sâu bên trong lớp băng vẫn đông cứng. Nếu mẫu vật bị tan, dù chỉ một chút thôi, cũng làm giảm đáng kể chất lượng thông tin trong lõi băng. Những bóng khí nhỏ bé trong lõi băng là những mẫu không khí của bầu khí quyển cổ xưa. Kết quả phân tích sẽ cung cấp những dữ liệu chi tiết về thành phần không khí của từng năm trong vòng 800.000 năm qua. Ngoài ra, lõi băng cũng cho chúng ta biết về nhiệt độ trong quá khứ. Nước chứa những đồng vị có trọng lượng khác nhau, ngưng tụ với tốc độ khác nhau tùy theo nhiệt độ. Vì thế, lõi băng là dữ liệu đáng tin cậy về nhiệt độ trong quá khứ. Ở những lớp băng nông hơn, những dấu ấn hàng năm ở trong đó có thể nhìn thấy dễ dàng bằng mắt thường hoặc qua việc phân tích. Ở những lớp băng sâu hơn thì do trọng lượng đè nén nên việc xác định thời gian phải cần đến những phương tiện kỹ thuật tinh vi hơn. Lịch sử về những tiến bộ kỹ thuật cũng hiện hữu trong dữ liệu băng. Dấu vết của những chất hóa học nhân tạo không xuất hiện trong những mẫu băng sau năm 1888, nhưng người ta có thể thấy dấu hiệu của kim loại nóng chảy từ đầu thời kỳ đồ đồng. Mẫu băng được dán nhãn và đóng gói cẩn thận để chuyển về phòng thí nghiệm ở châu Âu. Kỹ thuật này cũng được áp dụng để phân tích mẫu băng lấy từ các sông băng. Tại vùng Patagonia của Argentina, kỹ thuật lấy mẫu từ lõi băng đang được sử dụng đối với những cây thông cổ mọc trên bờ hồ Nahuel Huapi. Đây là một trong những loại cây lâu đời nhất trên thế giới, có thể sống tới 2.000 năm và mọc cao tới 50 mét. Các nhà nghiên cứu trên thế giới thường hành trình đến Patagonia để nghiên cứu về loài thông cổ đại này. Chúng cũng lưu giữ những bằng chứng về nhiệt độ trong quá khứ và cung cấp những thông tin mới về khí hậu cổ xưa. Giống như những loài cây khác, mỗi năm cây thông cổ đại lại hình thành một lớp gỗ mới bên trong vỏ cây. Vì thế, việc lấy mẫu lõi cây sẽ cho phép các nhà nghiên cứu tìm hiểu về thời tiết của những năm trước kia. Vòng đời của cây cho biết nhiệt độ trong thế kỷ 20 đã nóng lên bất thường ở khu vực phía nam dãy Andes. Nhiệt độ trong thế kỷ qua đã tăng 0,86 độ C so với nhiệt độ của 260 năm trước đó. Các nhà nghiên cứu cũng biết rằng năm nóng nhất ở Patagonia trong vòng 400 năm qua là năm 1998. Việc xác định này giúp chúng ta có được những dữ liệu thời tiết trong nhiều thế kỷ trước khi những thông tin về thời tiết được chính thức ghi lại vào giữa thế kỷ 19. Do loại gỗ này có khả năng chống mục rữa, nên những cây nằm sâu trong lòng đất có thể cung cấp những dữ liệu đáng tin cậy về thời tiết của 5.000 năm về trước.
Cuộc sống hiện đại ở thành thị phụ thuộc vào năng lượng mà chủ yếu được tạo ra từ việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, giải phóng carbon được cây hấp thụ từ hàng triệu năm về trước. Nồng độ khí CO2 thời kỳ tiền công nghiệp trong khí quyển là vào khoảng từ 260 đến 270 phần triệu. Còn ngày nay, con số đó là hơn 380 phần triệu. Dioxide carbon là chất cách nhiệt tốt hơn những chất khác trong bầu khí quyển nên đã giữ lại trái đất lượng nhiệt từ mặt trời nhiều hơn. Sự gia tăng nhiệt độ đã làm thay đổi hình thái thời tiết, tác động đến cuộc sống của nhiều loài động vật. Một trong những loài động vật chịu nhiều sức ép từ việc biến đổi khí hậu là loài gấu Bắc Cực, vì môi trường băng tuyết thay đổi nhanh hơn nhiều so với những vùng có khí hậu ôn hòa. Những sinh vật khác sống ở vùng lạnh giá cũng bị ảnh hưởng. Các chuyên gia về động vật đang cố gắng để giám sát những thay đổi đang diễn ra một cách phức tạp. Việc các vùng cực có ít băng tuyết hơn đồng nghĩa với việc số lượng tảo ở đáy của chuỗi thức ăn sẽ ít đi. Theo đó, số lượng các loài nhuyễn thể cũng như các loài động vật to lớn hơn trong mạng lưới sự sống phức tạp cũng giảm đi. Các nhà thám hiểm đến vùng Bắc Cực đang sử dụng những kỹ thuật mới để tìm hiểu về những loài sinh vật sống ở vùng băng giá này. Người ta lo ngại rằng có những loài sẽ bị tuyệt chủng trước khi con người biết về sự tồn tại của chúng. Môi trường nơi đây rất phong phú, nhưng chúng ta vẫn chưa có cách xác định giá trị lên những thứ không sinh lợi cho con người. Ngoài ra, còn có nhiều loài động vật khác cũng đang bị hủy hoại nghiêm trọng. Mỗi năm có hơn 300.000 con chim biển, trong đó có hơn 100.000 con chim hải âu trở thành nạn nhân của ngành đánh bắt hải sản. Kỹ thuật đánh bắt hải sản sử dụng những lưỡi móc có gắn mồi trên những dây cáp dài đến 80 km. Chúng chưa kịp chìm xuống nước thì những con chim biển đã lặn xuống để ăn mồi và bị mắc vào lưỡi câu. Đây là phương pháp đánh bắt cá mang lại nhiều lợi nhuận, nhưng miếng mồi bị chim ăn thì sẽ không thể dùng để bắt cá được nữa. Tuy nhiên, đến nay, những phương pháp mới ngăn không cho những chú chim đến gần vẫn chưa thực sự hiệu quả. Ý kiến cho rằng những thứ liên quan đến hoạt động kinh tế của con người chỉ gây thiệt hại nhỏ đang bắt đầu thay đổi. Nhưng liệu nó có thay đổi đủ nhanh? Trái đất của chúng ta đang mất đi nhiều loài sinh vật với tốc độ đáng báo động. Nếu chúng ta không biết trân trọng những sinh vật tiến hóa song hành với con người, thì chúng ta sẽ phải đối diện với một tương lai không bền vững. Thế giới của chúng ta đang thay đổi nhanh chóng và không ai có thể chắc chắn về những điều sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng con người có khả năng bảo vệ hành tinh của chúng ta.